Đi giải cứu camera. Hả? Không chỉ có camera man đâu cô ơi, hình như còn có cả mấy người nữa cơ, có thể là TV man nữa cơ. Được rồi, vậy thì hãy để chúng tôi đi. Thế nhưng mà vị trí ở đâu? Come here. Đây rồi. Tím ơi, trên bản đồ đấy có chỉ rõ vị trí không? Tớ thấy bản đồ đánh dấu mấy điểm liền cậu ơi. Nhưng mà hình như Titan TV nói nè, trong những cái vị trí đánh dấu này có cả chỗ giam giữ cả những cái Skibidi Toilet cậu ạ, chứ không chỉ có những chiến binh đâu. Có nghĩa là bây giờ chúng mình phải đến từng nơi đấy để giải cứu á. Thế thì mau đi thôi. Here we go. Hôm nay cứ tưởng nhiệm vụ là được đi chiến đấu với Skibidi Toilet các cậu ạ. Thế mà thế nào, TV Titan lại giao cho mình đi tìm trẻ lạc các cậu ạ. Không phải là tìm trẻ lạc, mà đây là tìm những chiến binh đang bị mắc kẹt. Nếu mà không tìm được những chiến binh này thì mình sẽ hết quân số, sẽ bị mấy con Skibidi Toilet nó tiêu diệt đây. Điểm đầu tiên ở đây chính là một cái núi đá cậu ơi. Núi đá, đúng rồi, núi đá. Đây có phải là cái núi đá ở trong bản đồ không nhỉ cậu nhỉ? Toàn là đá luôn, khả năng cao lắm cậu ơi. Xung quanh đây chỉ có một ngọn núi này thôi cậu ạ. Thế thì đúng rồi, chắc chắn là một chiến binh đã bị mắc kẹt ở đây rồi. Nhìn này Trang ơi. Hey you. Cái gì đấy? Chỗ này là một đống đổ nát này. Trông lạ quá, những cái chân này còn có vảy này. Đây này các bạn ơi, vảy như kiểu vảy rồng ấy. Tớ chắc chắn rằng ở đây đã xảy ra một trận chiến rất là ác liệt cậu ạ. Thế nên nó mới có cái đống đổ nát này. Bây giờ bọn mình thử tìm xung quanh đây đi. Tớ tìm ở bên này, cậu tìm ở bên đấy nhé. Có những tảng đá rất là lớn luôn. Ở dưới này có gì không nhỉ? Nặng quá, không để bao lên được. Dưới những tảng đá này, ui, không có gì cậu ạ. Dưới này có không? Ở đây có không nhỉ? Có một cái hộp gì màu hồng này, bị kẹt dưới tảng đá, rất là to luôn. Tớ thử bay ra xem nào. Help me. Tím ơi, help lại đây giúp đỡ tớ với. Tìm thấy cái gì à? Có cái gì đó, có gì cả. Bị kẹt dưới tảng đá này cậu ạ. Ui, hộp này trúng lại. 1, 2, 3. Ui, một cái hộp màu hồng à. Bên ngoài lại có hình của một con khủng long. Để tớ thử lôi ra xem nào. Wow, người loa. Đây là một chiến binh người đầu loa cậu ơi. Wow. Nhím ơi, thế nhưng mà cái anh bạn đầu loa này chiến đấu như thế nào vậy? Các bạn nhà mình có biết không? TV thì chiếu ra ánh sáng, thế còn cameraman thì bắn tia laser. Thế còn anh bạn này? À, anh bạn này tớ từng đi chiến đấu với anh này một lần rồi. Anh này chính là cái đầu là một chiếc loa này. Khi đến gần những cái con Skibidi Toilet ấy, anh ấy sẽ phát ra một cái tín hiệu âm thanh nhá, cực kỳ mạnh, một cái sóng âm thanh làm nổ tung mấy cái Skibidi Toilet luôn. Mấy cả khi mà phát ra âm thanh nhá, cả một đàn Toilet là sợ chạy mất dép luôn ấy. Anh này có sức mạnh thật đấy. Đúng rồi, anh này hơi bị mạnh đấy. Thế nhưng mà chắc là trận chiến ác liệt quá, thế nên là bị tảng đá nó đè lên cậu ạ. Để tớ giải phóng cho anh này nhá. Anh bạn đầu loa ơi, mau trở về với thân hình bình thường đi. Đây cậu ơi, nhìn này, anh ấy trở về được như hình dạng bình thường rồi. Ui ui, cảm ơn mình nhất à. Không cần đâu, hôm nay TV Titan giao nhiệm vụ cho tớ với bạn Trang đi giải cứu các chiến binh rồi. Tớ có nhiệm vụ phải làm, bây giờ tớ đi. Được rồi, thế thì cậu đi về làm nhiệm vụ tiếp đi. Chào cậu nha. Bye bye. Đã tìm được một người rồi. Bây giờ vị trí tiếp theo mà chúng mình cần tìm là gì? Nhìn này, ở đây có những khu rừng cây. Có những cái cây à? Liệu khi nào cũng có một người bị mắc kẹt ở đấy không? Thế thì bọn mình cứ theo bản đồ đi thôi. Khu này nhiều cây này Trang ơi. Liệu rằng mấy chiến binh đấy có trốn ở trên cây không nhỉ cậu nhỉ? Không phải đâu Nhím ơi, ở đây lại có dấu vết của một trận chiến vừa xảy ra này. Rất nhiều những mảnh thủy tinh bị rơi vỡ. Những mảnh thủy tinh này có thể là xác của mấy con Skibidi Toilet đấy cậu ơi. Đúng rồi, nhất là cái mảnh trắng trắng kia kìa. Ở đây còn có cái những cái hũ gì bị vỡ này. Những cái nồi gì đấy các bạn. Đúng rồi, đây còn có cái gì này. Lại một cái hộp. Đâu,
Đây này, cậu vừa bỏ ra xong, nó bị một cái trắng trắng này đè lên cậu ơi. Wow, có tiếng gì đó. Vừa nãy cái anh bạn đầu loa đấy, anh ấy cũng trốn ở trong một chiếc hộp. Liệu có khả năng trong chiếc hộp này cũng có ai không nhỉ? Mình ra đây mở đi. Để tớ thử mở cái hộp mình ra xem nào. Có ai trong đấy không? Ồ, có người, có người. Một anh TV man. Nhìn này. Wow, đây chính là anh TV man đấy. Người mặc một bộ áo vest đen, quần đen, đi giày đen, thắt caravat giống tớ hôm trước, và đầu đội một chiếc TV. Wow, đúng thật, TV man nè. Nhiệm vụ hôm nay của chúng mình dễ thật đấy. Đi tới đâu cũng tìm được tới đấy luôn. TV man, hãy trở lại bình thường đi. Wow, ông ấy trở lại bình thường rồi này. Xin chào. Wow, anh TV man à, anh có cái đầu đẹp thật đấy. Chui à, đầu của tớ mà là. Hôm nào anh cho em mượn cái đầu TV này để em đi biểu diễn trung thu nhá. What? Ôi không, không thể mượn được đâu. Cái đầu này là của mình mà. Mượn rồi mình lấy gì mình nhìn được. À, hóa ra là không có cái đầu này thì anh TV man sẽ không thể chiến đấu được với những con quái vật Skibidi Toilet. Đúng rồi đây, làm sao mà người ta bỏ cái TV ra cho cậu được. Nếu mà bỏ TV ra thì mất đầu, anh ấy làm sao chiến đấu được nữa. Thôi để cho anh ấy đi về làm nhiệm vụ đi. Tớ với cậu còn phải đi tìm tiếp cơ mà. Cái đầu này của mình còn phải đi chiến đấu nữa cơ. Bye bye hai cậu, tớ đi đây. Nếu như ông vẫn còn đang có nhiệm vụ thì hãy đi về làm đi. Hôm nay thật là dễ dàng luôn các bạn ơi. Sao lại có cái bồn cầu ở đây nhỉ? Trang ơi, sao tự nhiên lại xuất hiện một cái bồn cầu ở giữa đường thế này? Liệu rằng trước đây có phải là một cuộc chiến xảy ra ở đây không? Tớ nghĩ là đúng đấy. Bởi vì mình không thấy cái đầu ở trong bồn cầu đâu. Chứng tỏ là cái con Skibidi Toilet này bị tiêu diệt rồi cậu ơi. Thế nhưng mà tớ thấy đằng sau nó có cái hộp. Một cái hộp rất là to luôn. Giống như những cái hộp vừa nãy cậu ơi. Bên trong hộp đều là những chiến binh. Cái hộp to như thế này chứng tỏ bên trong sẽ có rất nhiều các chiến binh đang trú ngụ. Nhìn này, cái hộp còn tự động còn mở ra được này. Chứng tỏ là đang rất nóng lòng rồi. Để tớ giải cứu cho các chiến binh nha. Có ai ở trong đấy không? Mình xa được rồi. Mấy người? Mình xa được một người. Hai người luôn cha ơi. Wow, thật á, thật á. Mình giải cứu các chiến binh. Đây. Đây rồi. Ui, cậu ơi. Đây không phải là một chiến binh, mà là một con Skibidi Toilet. Cậu ơi, trong này cũng vậy. Một, hai, ui, anh to lên, Skibidi to lên, nó biến thành thật rồi này chị ơi, to đùng luôn. Nó còn làm gì đây? Trang ơi, bọn mình bị mắc mưu của mấy cái to lên này rồi, chạy đi. Này, lấp vào đây đi Trang ơi, lấp vào đây. Ui, sợ thế. May mà tớ chạy nhanh các bạn ạ. Không thì cái bồn cầu đấy đã hút tớ vào trong rồi. Tớ biết ngay mà lại. Làm gì có cái gì dễ dàng như thế. Tự nhiên lại xuất hiện một cái bồn cầu to đùng ở vệ đường. Xong ngay cạnh đấy lại có một cái hộp to nữa chứ. Chắc chắn là chúng đặt bẫy chúng mình. Có thể chúng thấy bọn mình đang đi tìm chiến binh ở trong những cái hộp. Thế nên chúng đã nhảy vào những cái hộp để đánh lừa bọn mình, đặt bẫy bọn mình các bạn. Thế thì từ giờ chúng mình phải rất là cẩn thận nhí mà. Đấy, cậu nghe tiếng gì không? Tớ nghe tiếng lọc cẩm ở đâu ý. Các bạn có nghe thấy không? Ở rất gần đây thôi. Địa điểm tiếp theo ở trên bản đồ này, nó là một cái hồ Trang ơi. Một cái hồ á? Bọn mình đang đứng ở rất gần cái hồ rồi đấy. Có thấy cái hồ nó đâu nhỉ? Đúng rồi, trên đây nó chỉ ở chỗ này là cái hồ mà. Sao tôi có thấy cái hồ nào đâu? Hay là bản đồ ấy chỉ nhầm cái gì? Ở đây tôi thấy có một cái cọng dây leo. Ồ, có nước cậu ơi. Một cái hồ rất là to. Thế thì đúng vị trí rồi nhỉ? Có nghĩa là chắc chắn là xung quanh đây mình sẽ tìm được chiến binh nữa không? Tìm đi cậu ơi. Liệu có khi nào ở trên cây này có không nhỉ? Tôi nghĩ là không có đâu. Ui, tôi vừa đá vào cái gì ấy? Một chiếc hộp màu cam và màu xanh. Nhím ơi, ở bên này tớ cũng tìm được một chiếc hộp rồi. Cậu cũng tìm được một chiếc hộp à? Màu tím và màu xanh.
bên trong này cũng có người không ơi? Bên trong này cũng nghe thấy tiếng gì đó. Liệu rằng bên trong này có phải là những con Skibidi Toilet không nhỉ? Nếu mà bên trong này là cái con Skibidi Toilet, tớ không dám mở đâu. Cậu mở đi. Không, hộp của cậu. Đấy là cậu tìm được mà. Tớ cũng còn đang tìm được một chiếc hộp thế này. Không biết rằng đây là chiến binh hay là Skibidi Toilet nhỉ? Nhưng mà nếu mà là chiến binh thì mình phải giải cứu. Tốt nhất bây giờ quản tù tì đi. Ai thua người đấy sẽ phải mở. Cái gì? Phải quản tù tì á? Thôi được rồi. Quản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Tớ thắng rồi. Đấm đấm. Ôi giời ơi, bây giờ tớ phải mở thân à? Thôi được rồi, cậu chuẩn bị tư thế chạy nhá. Nếu mà ra con bồn cầu là bọn mình chạy luôn đấy. Bóc cái lớp giấy bóng này ra này. Ủa, hộp này gắn chặt lắm, không như cái hộp vừa nãy nó tự mở. Ôi, lại một lớp giấy bóng nữa. Sao cái ông nào ông ấy gắn chặt thế nhỉ? Đây rồi, tớ mở được ra rồi. Đúng là có người thật. Ôi, 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 cậu ơi cái gì thế? Hay là một con? Không, tớ sờ thấy một cái chân, hai cái chân rất là dài luôn. Đây lại cái chân đây này. Ai à, một cái chân ở đây. Đây rồi. Lớn rồi, đây là Titan Speakerman cậu ơi. Ui, có phải ông này cực kỳ mạnh ở trong phim đúng không? Đúng rồi, ông này là cái phiên bản nâng cấp cao nhất rồi. Titan đây, Speaker đây. Ông này vừa có loa nhá, vừa có cái khẩu súng ở tay này, xong vừa bay được ở trên trời cơ. Bắn bùm 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 bùm, mạnh lắm. Wow 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 wow. Để tớ mở hộp này cho. Chắc chắn bên trong này cũng là một cái gì đó rất là kinh khủng. Hộp này còn to rồi, của tớ cậu ơi. Được bọc rất nhiều lớp luôn, rất là kỹ. Đúng rồi, chỉ có những siêu anh hùng thì mới bọc được bọc kỹ càng như này thôi. Nhanh lên, cậu có mở được không? Không thì đưa đây tớ mở cho. Mở được, mà nó có nhiều lớp băng dính quá. Tớ cũng sợ, thấy hai cái gì đó dài dài cơ à. Một đôi giày, hai đôi giày. Lại là hai cái chân. Thế lại là của chiến binh rồi cậu ơi. Chiến binh nào đây, có bạn nào biết không? Để tớ lôi lên nhé. Một, hai, ba. Đây là ai không? Đây là anh Cameraman cậu ơi. Wow, Cameraman à? Đúng rồi. Mặc một bộ vest camera đầu rất là to luôn. Đây chỉ là Cameraman phiên bản thường thôi. Còn đây của tớ là Titan đây này. Của tớ mạnh hơn đây. Bây giờ bọn mình ra giải phóng cho hai anh này thôi. Thế là trên bản đồ lại bọn mình đã đi hết rồi Trang ơi. Bọn mình đã giải cứu được cho 4 chiến binh cậu ạ. Một TV man này, một đầu loa này, một cameraman và một Titan Speaker cậu ơi. Wow, hoàn thành nhiệm vụ rồi, bọn mình về thôi.